Tại sao thị trường bất động sản ở nhiều khu vực vẫn đang giảm giá? Như mọi người đã biết là bất động sản đã tăng giá từ đầu năm 2024. Tuy nhiên sự phân hóa rất lớn, có những khu vực tăng giá, có những khu vực không tăng giá bởi vì lý do đầu tiên là dòng tiền ở chu kỳ mới này cực kỳ phân hóa và không lớn như chu kỳ cũ nên các nhà đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn những khu vực an toàn, tức là có dân cư sinh sống, có quy hoạch thật, gần trung tâm thành phố, ví dụ như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lý do thứ hai là những phân khúc nào có nhu cầu ở thực có thể khai thác dòng tiền hoặc có thể ở luôn sẽ đón được dòng tiền trước ở những phân khúc bất động sản đầu cơ. Lý do thứ ba là những phân khúc bất động sản đầu cơ ở chu kỳ trước giá đã chạy trước những cơ sở hạ tầng, quy hoạch nên là phải chờ thời gian mới có thể tăng giá được. Lý do cuối cùng là mỗi một giai đoạn sẽ có phân khúc bất động sản thị trường tăng giá riêng và không thể tăng đồng bộ như chu kỳ trước được nên là sẽ có tăng giá trước và tăng giá sau. Những khu vực nào có nhu cầu thực có dòng tiền lớn đổ về hoặc gần trung tâm thành phố là những khu vực có dòng tiền chảy về đầu tiên sẽ phục hồi tăng giá trước nha mọi người. Ta thấy khu vực này là đất trồng lúa nước sau quy hoạch sẽ thành đất ở đô thị phù hợp để xây nhà cũng như đầu tư. Ngoài ra đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm sau quy hoạch cũng thành đất ở đô thị luôn. Những phần đất màu tím này cũng như vậy. Ở đây sau này sẽ mở đường. Có rất nhiều đất ở đô thị mọi người có thể tham khảo nhé. Vào ngay hillland.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.